Kỳ tích giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017 của đội tuyển U20 Việt Nam có dấu ấn không nhỏ từ nỗ lực của cầu thủ trẻ ở hàng phòng ngự. Trong đó, không thể không kể đến chốt chặn luôn được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng tuyệt đối. Đó là thủ thành Bùi Tiến Dũng. Trước khi có màn thể hiện ấn tượng tại giải U19 châu Á, thì có lẽ cái tên Bùi Tiến Dũng chưa được nhiều người biết đến. Nhưng sau 4 trận đấu trước các đội bóng hàng đầu khu vực, thì mọi chuyện đã khác. Người gác đèn này chính là cầu thủ được khán giả nhắc đến nhiều nhất sau những pha cứu thua xuất sắc, qua đó giúp U19 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở giải đấu lần này. Con đường đi lên bóng đá chuyên nghiệp của Bùi Tiến Dũng gặp không ít khó khăn và trở ngại, nhưng bằng tình yêu và niềm đam mê, thủ thành gốc xứ Thanh đã đóng góp vào thành quả chung của U19 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng có phần lận đận hơn các đồng đội trong nghiệp quần đùi áo số. Tiến Dũng bắt đầu nghiệp cầu thủ của mình ở vị trí trung vệ, nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt cho cầu thủ này cho vị trí của người gác đền. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cầu thủ gốc Thanh Hóa mới bắt đầu có một chỗ đứng cho mình trong đội hình U19 của đội bóng quê hương, rồi từ đó lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để ước mơ lên tuyển của Tiến Dũng được trở thành hiện thực. Sau những màn thể hiện xuất sắc của mình ở các trận giao hữu và giải U19 Đông Nam Á, Tiến Dũng trở thành sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho vị trí gác đền của U19 Việt Nam tại giải lần này. Có lẽ, ít nhất, cho đến bây giờ, cầu thủ này đã cho thấy rằng niềm tin của huấn luyện viên gốc Khánh Hòa đã được đặt đúng chỗ sau những gì đã thể hiện. Dù đây mới chỉ là giải đấu quốc tế đầu tiên của Tiến Dũng, nhưng có thể thấy rằng cầu thủ này không hề bị áp lực tâm lý trước sức ép dữ dội của các đối thủ. Đây chính là điểm yếu cố hữu của các thủ môn trẻ trong các lứa U của Việt Nam, dù chúng ta sở hữu những thủ môn đầy tài năng như Bửu Ngọc, Văn Lâm, Phí Minh Long và có thể là Lê Văn Trường. Trong thành công chung của U20 Việt Nam, sự xuất sắc ở hàng thủ với Văn Hậu, Tấn Tài, Tấn Sinh, Việt Anh, Trọng Đại và đặc biệt là Bùi Tiến Dũng đã đóng vai trò không nhỏ trong chiến tích lần này. U20 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn ở châu Á và Tiến Dũng đã thực hiện ước mơ của mình. Trước mắt đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là chuyến tập huấn tại Đức với những trận đấu cần phải vượt qua để tiếp tục cùng U20 Việt Nam tiến đến vòng chung kết World Cup tại Hàn Quốc vào tháng 5. Còn đối với Tiến Dũng, nếu tiếp tục trau dồi và giữ vững phong độ như tại vòng chung kết U19 châu Á, thì tương lai của cầu thủ này sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Người hâm mộ đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào thủ môn trẻ này, đơn giản bởi vì chưa có một người gác đền nào đem lại cảm giác an toàn đến như vậy. An Nai Mat là người mà chúng ta rất cần phải để tâm trong trận đấu này. Một cầu thủ chạy cánh có tốc độ, có kỹ thuật và có khả năng gây đột biến. Rất nguy hiểm. Những pha lên bóng ở biên là một trong những vũ khí lợi hại của các cầu thủ U23 Jordani. Họ đã cho thấy điều đó một cách rõ rệt trong trận đấu đầu tiên của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng cần rất đề phòng với những tình huống như thế này. Và giải đấu này thì chúng ta đang có sự xáo trộn ở những vị trí như vậy. Thêm một pha băng ra tốt của Bùi Tiến Dũng. Rất nguy hiểm. Không vào! Tuyệt vời Bùi Tiến Dũng! Bùi Tiến Dũng càng chơi càng mang đến cho chúng ta sự yên tâm và bóng hình của người hùng Thường Châu 2 năm về trước đang xuất hiện trở lại nơi thủ môn số 1 của U23 Việt Nam. Cú ra chân là của Ahmed, một trung vệ. Vừa rồi là tình huống xử lý không thực sự chắc chắn từ Thanh Thịnh. Không vào! Aburizis lại là người thực hiện pha dứt điểm. Tiếp tục tăng thêm sự tự tin cho thủ thành Bùi Tiến Dũng. Nhưng đội bóng của chúng ta cần phải tổ chức lại tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa. Thực sự đây là một trận đấu rất khó khăn cho đội bóng của chúng ta. Chưa đủ để có thể gây khó khăn đối với Tiến Dũng, pha xử lý của Anaimat. Anaimat vừa khỏe vừa khéo. Cầu thủ mang số 19 rất đáng ngại của các cầu thủ U23. Cú đá của Anbari. U23 Jordani. Và xử lý hay của Neymar nhưng Tiến Dũng đã kịp thời băng ra.
phút còn lại của trận đấu sẽ là một giai đoạn có quá ít các cầu thủ ở phía trên. Tuyệt vời Tiến Dũng. Tiến Dũng đã bị phạm lỗi. Jordani phải không anh Việt Quê? Vâng, chính xác là như vậy. Và lúc này thì trọng tài người Nhật Bản, ông Sato đã thổi còi kết thúc trận đấu. Chào Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng có cảm thấy hài lòng về cái kết quả hòa ngày hôm nay không? Một trận đấu mà không để lọt lưới và bọn em cũng thua thì em cũng tạm là hài lòng. Nhưng mà điều bọn em mong muốn là 3 điểm trận này. Hàng thủ ngày hôm nay đã hỗ trợ cho em như thế nào? Và anh thấy là có rất là nhiều những cái tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của mình. Tất cả những gì bọn em đã thể hiện ngày hôm nay thì bọn em đã cố gắng tập luyện để hỗ trợ bóng lót cho nhau. Tất cả những cái sai lầm cá nhân thì bọn em đều hỗ trợ để làm sao là tốt nhất cùng một tập thể, làm sao để vận hành nó tốt nhất. Với 2 điểm có được sau 2 trận đấu thì cái cơ hội của chúng ta thì vẫn còn. Nhưng ở trận cuối thì toàn đội sẽ phải nỗ lực như thế nào để có trọn vẹn được 3 điểm? Ngay từ đầu giải thì bọn em đã xác định tất cả các trận đấu của vòng bảng này đều là trận then chốt quyết định của mình. Và bọn em luôn cố gắng tập trung làm từng trận đấu một. Và bây giờ thì chỉ còn một trận đấu nữa, bọn em sẽ cố gắng, bây giờ sẽ nghỉ ngơi, hồi phục thật tốt và cố gắng tập trung để chiến thắng trận tới. Theo em thì đâu là sự khác biệt giữa U23 châu Á năm 2018 mà mình đã tạo nên kỳ tích so với cái giải đấu năm nay? Cái sự khác biệt là gì? Theo em thì có lẽ khác biệt là các đối thủ họ đã biết Việt Nam như thế nào và họ không coi thường nữa. Họ có thể là họ theo dõi kỹ và họ tập trung chơi với mình hơn.